Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trong video này trở lại ha. Hôm nay mình mấy ngày rồi mình trở lại mới quay tiếp tục lô đất cho mọi người ha. Công việc thì đầu tháng 4 2021 rồi. Trải qua một quá trình sốc nóng bất động sản trong qua Tết đến giờ ha. Mình cũng xong xuôi một công việc thì ngày hôm nay thứ hai đầu tuần ha. Mình tranh thủ mình đầu tháng mình quay mình chia sẻ cho mọi người một số lô đất và gửi thông tin cho mọi người xem để mình hiểu được cái thị trường ngày hôm nay giá như thế nào, đó là thay đổi như sao, mọi người có một góc nhìn để cho mình cái những quyết định lựa chọn tiếp theo ha. Tiếp tục đưa thông tin để mọi người tham khảo. Sắp tới thì chắc có lẽ ta sẽ làm một vài cái thông tin đất ha, một những đất tầm trên dưới 1 tỷ, những phân khúc mà rất là nhiều anh chị hỏi thời điểm này mình đi tìm bất động sản xung quanh đây không có còn cơ hội mình hay không ha. Hôm nay thì ta đứng ở vòng xây hết dịch ha, vòng xây của tái định cư này, một trung tâm này. Hôm nay đang xin quay một lô đất diện tích 5x40, có 200 m², có 50 thổ cư, còn lại cái lô 5 đất vuông vức rất là đẹp ha. Hôm nay giá thì đã thay đổi rồi, máy này rồi không chia sẻ được nhiều video tới mọi người ha, chia sẻ thông tin tình hình cho mọi người cập nhật ha. Vì thời gian này mình có một số công việc ha, liên tư phải làm để sắp tới hy vọng thời gian mình có rảnh hơn chút thì mình quay tiếp để trao đổi tư vấn phát triển anh chị có quan tâm thị trường ngày hôm nay thực sự là nó sôi động luôn. Người quan tâm ở mọi miền đất nước cái này công việc đôi khi nó không đảm đất mà mình không thể nào mà tư vấn hết. Mọi người thấy không, đường này tái định cư này nên tái định cư mình xin quay một lót dân đường này đường Văn Nho hai bằng cái tuyến đường mình nghĩ lập phát luôn. Đây là thuộc phố 4 ha, phường Tháng Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi mình quay thì mình sẽ nói về lịch sử giá ở đây cho mọi người xem ha. Mình tham khảo là giá tăng này là tăng thật tham khảo. Vì những cái lô đất này khi mình nhận thông tin thì mình được kiểm tra đồ rất là kỹ. Mình hỏi rất là nhiều xung quanh là sổ sách mình kiểm tra. Thì mình mới đưa lên mình đánh giá. Thì mọi người cho mình có những cái thông tin chính xác ha, chính thật thì mình có được cái quyết định. Mà tại sao có nhiều anh chị đi mà không có được thông tin hay là có được những cái dữ liệu và tìm những lịch sử để mình so sánh tại sao khu này nó sốt và tại sao nó giá này mà trong tương lai nó còn tăng trưởng nữa hay không, nguyên nhân sốt là gì đâu. Có nhiều anh chị vẫn biết thông tin vẫn ngày hôm nay đã cập nhật rồi nhưng mà thông tin này đã đi mục rồi, thì là mọi thứ đã hình thành rồi, bây giờ tình hình nó đã khó hơn. Đây mình phải luôn thay đổi cách làm. Hôm nay thay đổi cách đầu tư bất động sản. Mình đi ra một thị trường bất động sản nó quá nhiều thứ, quá nhiều có rủi ro cạm bẫy. Cơ hội của mình chậm là hôm nay là mình đi đi thôi. Mấy hôm nay đang tiếp nhận cũng rất là nhiều anh chị hỏi thăm, cũng có những câu hỏi. Có dự án người anh chị hỏi dự án nhưng mà mình không thể trả lời hết được, hỏi những cái tế nhị mình hữu duyên mình gặp ai mình chia sẻ, mà mục đích chính thì mình làm video hiểu là truyền tải thông tin đi. Trong YouTube thì người ta sẽ lưu lại ha, thông tin mọi người xem những cái video trước đây đang làm ha, đang nói ngày video ngày hôm nay đang làm có những vị trí và khu vực nó giá tương đương là những thông tin tặng lưu so sánh vị trí. Mà hôm nay như vậy thì ngày mai có đầu tư được không? Thì tất nhiên những câu hỏi này ngày hôm nay rất khó trả lời ha. Nhưng mà tương lai mà mình đâu đó biết trước được gì đâu. Nhưng mà ít nhiều khi mình có được những liệu thông tin á, tình hình báo cáo rồi các báo chí đài hay là các cơ quan tổng hợp lại thì mình cho được những cái góc nhìn về từng lĩnh vực từng phân khúc ha. Qua bất động sản nó có gì có nhiều anh chị quan tâm với những cái chia sẻ ha, thông tin nhưng mà mình chưa có làm được, mình phân tích quay mình chỉ toàn quay đất không, vì thời điểm này mình đi bán hàng mà không có tư vấn được nhiều. Đây là con đường phố 4 ha, mình đi thẳng này là đường ra Mỹ Sơn Tóc Tiên nè, lô ra đó
chí mình tăng quay xong đất, tăng sửa lái cho mặt đường này đang chỉnh. Người thấy không, quanh này phân lô đất rất là nhiều. Số dưới cái gạch Phú Mỹ này phân lô nhiều, thành ra nó phá nát quy hoạch, không còn đẹp. Trong sơ đồ quy hoạch thì quy hoạch mặt đường, nhưng mà chính quyền địa phương người ta đã phân cho phân lô cách đây 1-2 năm trước thôi. Nó thành ra mỗi người làm một kiểu, không có đẹp. Nhưng mà vì lý do phát triển thì đâu thì có những cái cũng phải làm để phát triển thôi. Phân lô để có đất cho người dân, những người tập trung về người ta làm việc để phát triển. Mỗi phát triển thường phải đi đâu những cái đánh đổi về hạ tầng quy hoạch đô thị, mất đi những cái quy đất vừa cây xanh công cộng. Sau này khi mà những cái rủi ro về quy hoạch làm đất dân là mình kiểm tra nhiều cái luôn. Nên đây khi mà đầu tư đất dân người kiểm tra rất kỹ, hỏi thăm tình hình, cũng nhận một số lô đất mà trước đây chưa có quy hoạch nên sau này sẽ làm quy hoạch thì khó chấp. Mình không kiểm tra mà có nhiều người anh chị mua để lâu, không kiểm tra mình kỹ thì sau này quy hoạch lại nó khó bán mà nó chơi hồi. Việt Nam mình thì mọi người biết quy hoạch gì đó, để kể cả một nhỏ hoặc lớn mình đến đó là một thằng thò nhiều. Đây. Mình chia sẻ ngắn gọn mà mình tranh thủ sắp tới lô đất rồi. Đây. Hôm nay đang xin quay lô đất. Diện tích 5 x 40 vuông quốc có 50 thổ cư. Còn lại cái lô 5 đất. Đây. Từ góc này. Đây, từ góc này qua góc bên này, sâu dưới kia 540 ha. Đây, đây hồng, đây đường thẳng là mình ra đường Mỹ Sơn Tóc Tiên. Lô này có vị trí rất là chiến lược, mặt tiền đường. Sau này khi là con đường này mở rộng thì để lên 32 mét thì những cái vị trí này mặt tiền rất là thuận lợi ha. Mình nói dài á, sau này khi mà mở rộng đường mình vẫn còn được đất nhiều. Ở đây khi người ta phân lô có những diện tích là 520, 535, 525 thì tăng đánh giá nó không có cao. Vì rủi ro về quy hoạch nó có, sau này mở đường nó rất là đất nó không còn nhiều. Thế mà người thấy không, người ta xây nhà người ta phục vô nên người ta tính toán chiến lược tầm tầm nhìn 5 năm 10 năm sau, thì có những người cuối cùng ở những người mua mình đất của mình nó có phải sinh sống và làm được không mất giá trị. Chứ mình mua ngắn quá thì sau này quy hoạch hết đất, nhiều người cuối cùng người ta ôm vào thì cũng tậu khi mà mất giá trên đỉnh rồi, thì nó đâu có còn cái gì để lời nữa đâu mà mất đất nữa. Lô này bán với giá là 1.320 ha. Thời điểm này đây. Trước đây tăng có quay một lô đất ở dưới khúc dưới này này, cũng trước Tết cũng tầm trên dưới 1 tỷ, mọi người thấy không? Nhưng bây giờ là giá đã lên như, chính xác là ngày hôm nay là tôi nhận là giá là 1.320 rồi. Mà chủ người ta đã công chứng từ người ta bán. Trên đây mọi người thấy những vị trí chiến lược tốt quá, chỉ cần vài tháng mà khi mà thị trường đi lên có thể lời lợi nhuận đạt từ tầm 10 cho đến 20 25 30% thậm chí 30 ha. Đó là thật ngắn. Cho nên cái tính thời điểm đôi khi nó cũng quan trọng ha. Vị trí đường mặt tiền. Còn những vị trí trong thì tất nhiên nó lợi nhuận nó không bằng rồi. Nó ít hơn một chút ha. Những lô đất bên này trước Tết mà nó chỉ là 800 thôi, nhưng bây giờ nó tầm trên 1 tỷ rồi. Cũng tăng được 10-20% đó. Như trung bình là thời điểm này hồi trước Tết bây giờ là đã tăng khoảng 10-20-25%, 30 ha. Thậm chí có những vị trí đất mà thấy không? 30-35. Đây là những thông tin thật ha, mình chia sẻ cho mọi người nắm. Có nhiều anh chị hỏi trước đây có như thế nào, bây giờ tại sao thời điểm này đầu tư nó khó hơn rồi, nó phù hợp với anh chị nào mà xác định mình đầu tư trong chiến lược dài hạn hơn một chút, hay là nếu mà cơ hội nó may mắn từ đây đến cuối năm hay là qua năm sau nó vẫn còn cơ hội tăng thì vẫn còn có thể mình đầu tư được, mình đi dành tích lũy. Vì dù sao thì thông tin thị xã Phú Mỹ thì có nhiều tín hiệu tốt, thông tin tốt ha, tập trung về đây quá nên mọi người phải tự đánh giá thêm thông tin ha. Còn ở đây mình đưa cái thông tin để mọi người nắm đó, mà tại sao mình giới thiệu lô đất này ha, mình phải luôn luôn nhắm được những cái gì nó hoàn toàn chiến lược qua là sổ sách ha. Là mua người ta bán chứ không phải là những cái thông tin nó không đúng ha. Kiểm tra nhắm được vị trí nó tương lai ít nhiều nó tốt ha. Tăng đi một vòng ra mình xem ha.
nhắc lô đất này, sẽ quay cái sổ và cứu video cho mọi người ha. Mà sắp tới ta sẽ làm những series đất là tầm trên dưới 1 tỷ ha. Những cái vị trí mà thời điểm này có nhiều anh chị đầu tư 1 tỷ được không? Nhưng cơ hội vẫn có nhưng mà nó ít đi rồi. Mình sẽ quay ha. Quan trọng là mình dám hành động, mình dám đi, mình cảm nhận ha. Mình bỏ thời gian thì mới ra vấn đề được. Còn nói thì không bao giờ hết ở đây được. Đôi khi đâu cảm nhận được đâu. Thời gian mỗi ngày mỗi ít đi rồi. Sau này hy vọng có thời gian làm nhiều hơn, chia sẻ với mọi người thông tin. Thật ra trước đây tao làm ở thị trường này mấy năm rồi ha. Sau này thì mới về đời sống, tao làm ở công ty nó nhiều. Mình đi thị trường bỏ công sức, mình nghiệp từng khu vực ha. Tất dân lễ luôn luôn có những cái rủi ro gì đó mọi người. Nhưng mà mình sốc là lâu nhiều, nhưng mà đứt thì sẽ đứt cũng lâu. Cái này cái mẫu cái nó có những cái đặc điểm khác nhau ha. An toàn thì mua đất thì mình rào hay là mình cho nó chắc lại để nó ha. Sự rủi ro là quy hoạch sau này thôi, vẫn còn ha. À tao nói một cái nữa là con đường này Mỹ Xuân Tóc Tiên này đi về là ra lộ à đường Mỹ Xuân ha, ra Mỹ Xuân, phường Mỹ Xuân. Còn bên này là ranh giới của ấp 1, bên này là ranh giới của khu phố 4 ha. Con đường này khi mà các công ty ở Tóc Tiên đi làm về, người ta về đường này rất là nhiều công nhân, rồi buổi chiều người ta về, cho nên con đường này là đường dân cư sinh sống, nó kết nối gần trung tâm ha, ra đường chính ha. Nên vị trí nó ở tương lai nó sẽ là tốt ở đường ha. Cái gì mà tập trung mà con đường là nhân về nhiều, các công ty ở đó làm về nhiều, phát triển ha, nhộn nhịp đi qua lại không quá vắng, bất động sản của mình nó bay vượt nghĩ không về hai con đường ha, người ta làm bay công ty nhà cửa người ta thế. Rồi khúc chỗ đường kia đi lên là bắt đầu nó vắng hơn rồi nhá, bằng sẵn giá trị không bằng khúc này. Đây, quá trình mình tăng đi là nghiệm thu tăng thấy phát triển thanh khoản đất rất là tốt. Một khu đất là mình tăng đi nhiều yếu tố vậy, những gì phát sinh khí cảm nhận trên đất nó tốt, mình mua nó xả yên tâm. Còn nhiều vấn đề nữa không có thấy từng thể. Rồi, ra đây đường hết dịch Tóc Tiên rồi, mọi người thấy ha. Rồi, trong đâu rồi, tăng dừng video tại đây nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo ha. Rồi, nó sẽ quay cái sổ ở cuối video mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. Chúc mọi người một tháng mới nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Tìm kiếm cho mình các cơ hội đầu tư. Rồi. Ở đây. Ở đây là lô đất tăng quay đây. À, phường Hết Dịch ha, tức là thuộc khu phố 4 phường Hết Dịch thị xã Phú Mỹ, 200 mét vuông này, ở 50 mét vuông, còn lại là cây lô 5, đây năm 3999 ha, là 40 vuông vất, đường nhựa rõ ràng ha, người thêm sổ, đây, còn tấm bấm ở đây kiểm tra hạt này, đây, này số thửa 686 luôn, 200 đường, sau này mới rộng ha, khu vực đất ở phân lô hết rồi. Nếu đầu tư lâu năm thì mọi người cân nhắc cái lô đất này hiện tại cũng được ha. Mình biết cái giá cả, mình xem cái lựa chọn phù hợp không. Mọi thứ rõ ràng, đất như thế này, đất ở đây. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé.